Kênh An Lạc Thầy Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với Hoa Kiển Minh Trí, địa chỉ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với Hoa Kiển Minh Trí. Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh An Lạc Thầy Cao Bonsai. Hôm nay em có lên làm một clip khay gân và quế rồi cây linh sam siêu bông rồi me nữa, cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho em. Số điện thoại giao lưu chị. Số điện thoại của em 0907 970 827. Em ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dạ em vào cây số 1 là cây khế gân. Cây số 1 phôi khế gân ha. Cái này dáng bay. Rồi, cho thông số chị. Chiều cao. Chiều cao 7 74. Cao 74. Đo bằng thân. 37, bình thân 37. 37. 37. Dạ rồi, xây đế vòng. Em bao ship toàn quốc, bao sống 2 tháng. Phôi số 1 em vô lưu 1.300.000. 1.300.000, bao sống bao ship luôn. Rồi, em xin đổi phôi. Tiếp theo phôi số 2. Khế gân luôn. Khế gân. Em chiều cao. Chiều cao 88. Cao 88. Hoành thân. Hoành thân. Hoành thân 36. 36. Hoành thân 36. 36. Phôi số 2 này em vô lưu giá 1.300.000. 1.300.000, bao ship, bao sống. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, đổi phôi. Tiếp theo phôi số 3. Phôi khế gân, mã số 3. Phôi khế gân. Cho nó chiều cao. Chiều cao 76. Cao 76. Hoành thân. Hoành thân 37. 37. 37. Cây này đế điều ha. Cây này đế điều nè. Tàn đa đế điều. Phôi số 3 em giao lưu 1.500.000. Rồi, đổi phôi. Rồi, em xin đổi phôi. Tiếp theo phôi số 4. Rồi, số 4, phôi khế gân. Chiều cao 51. Cao 51. Cây này đế điều lắm nha. Phôi khế gân 34, 33. 33. 33. Rồi. Quanh thân 33. Cũ thì to. Cái này cũ này đều gan luôn. Em vô lưu phôi số 4 này 1.400.000. Rồi em xin đổi phôi. Tiếp theo phôi số 5. Rồi em xin đo chiều cao. Chiều cao 40. Cao 40. Đo hoành thân. Thân 31. Hoành 31. 31. Phôi số 5 này em giao lưu giá 1.100.000. Dạ rồi, đổi phôi. Rồi, em xin đổi phôi. Phôi số 6.
Số 6, phôi khế gân luôn. Phôi khế gân luôn. Rồi em xin đo chiều cao. Chiều cao 68. Rồi quần thân 31. Quần thân 31. Quần 31. Hồi số 6 này em vô luôn 1.400.000. 1.400.000. Bao ship, bao sống 2 tháng. Em bao sống 2 tháng, bao ship toàn quốc. Tiếp theo phôi số 7. Mã số 7, phôi khế gân. Rồi, em đo chiều cao. Chiều cao 90. Cao 90. Rồi, đo hoành thân. Hoành thân. Hoành thân 27. Hoành 27. Hoành thân 27. Phôi số 7 này em vô lưu 1.300.000. Rồi em xin đổi phôi. Tiếp theo phôi số 8 cũng khế gân luôn. Rồi. Chiều cao. Chiều cao 59. Cao 59. Đó, hoành thân. Hoành thân. Hoành thân 36. 36. 36. Phôi số 8 này em vô lưu 1.200.000. Rồi, đổi phôi. Rồi, em xin đổi phôi. Tới phôi số 9 cũng là khế gân luôn. Đó, chiều cao. Chiều cao. Chiều cao 90. 90. Đo hoành thân. Động cứ 37, quần thân 37. Phôi số 9 này em vô lưu 1.300.000. Rồi em xin đổi phôi. Mã số 10. Tiếp theo mã số 10. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao 61. Cao 61. Rồi, đo hoành thân. Hoành 31. 31. Hoành thân 31. Mã số 10 này em vô lưu 1.200.000. Rồi, đổi phôi. Rồi. Tiếp theo là mã số 11. Mã 11. Rồi, đo chiều cao. Chiều cao gì? 88. Chiều cao là gì? 88. Cây này bay bay đẹp lắm. Hoành thân. Hoành thân. Hoành thân 33. 34. Hoành thân 34. 34 hoành thân. Mã số 11 em giao lưu 1.200.000. Rồi em xin đổi phôi. Mã 12. Mã 12 là hết khế gân qua Nhật Quế nha cô chú anh chị.
Chiều cao. Rồi, đo chiều cao. Chiều cao 84. Cao 84. Cây này cũng đế đều lắm. Ghế này đế đẹp đẹp không à? Dạ, quanh thân. Quanh thân ngay đây 38. 38. 38. Cây này em giao lưu 1.400.000. Mã số 12. Rồi tới nhà Nhật Quế. Phôi Nhật Quế. Dạ, đổi phôi. Rồi em xin đổi phôi. Theo là phôi Nhật Quế ha. Nhật Quế này lá sắn bông chùm. Lá sắn bông chùm. Cái này xiên bông lắm, cây mạnh khỏe hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Cây này sống khỏe rồi. Tàn tược lên xanh nâm hết rồi. Đây, mã số 13. Cho thông số chị. Chiều cao. Cái này không có để số hả? Mã 13 ha. 75, chiều cao 75. Cao 75, mã số 13. Quỳnh thân ngay đây 29. Quỳnh 29. Quỳnh 29. Này em giao lưu 800.000. 800.000. Bao dạ. Ship toàn quốc, bao sống 2 tháng ha. Bao sống 2 tháng, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đổi phôi. Tiếp theo mã số 14. Mã 14, phôi Nguyệt Quế. Rồi, chiều cao. Chiều cao 94. Cao 94. Rồi, em đo vành thân. Vành thân. Vành thân 36. Vành 36. Ở số 14 này cũng 800.000 luôn à. Cô chú anh chị ơi. Cây nãy có bông luôn à. Nó sống khỏe mạnh thế này. Rồi, đổi phôi. Rồi, đổi phôi. Số điện thoại em 0907 970 827. Em cũng xài Zalo luôn. Facebook cũng số đó luôn. Mã số 15. Mã số 15, phôi Nguyệt Quế luôn. Rồi, đo chiều cao. Chiều cao 77. Cao 77. Rồi, đo hoành thân. Hoành thân. Hoành thân 29. 29. 29. Rồi, xin đổi phôi. Giá nhiêu chị? Giá 800.000. 800.000. 15 này giá 800.000. Em đồng giá hết, cây nào cũng 800 hết. Cô chú anh chị chốt nguyên lô cây này thì bớt cho. Bớt chút đỉnh. Ờ, bớt chút đỉnh. À, số lượng nhiều em bớt chút đỉnh. Mã số 16. Mã 16. Chiều cao. Chiều cao 60. Cao 60. Hoành thân. Hoành thân 23. 23. Rồi phôi 16 này cũng 800. Rồi em xin đổi phôi. Đổi phôi. Tiếp theo mã số 17. Cũng phôi là Nhật Quế, lá sắn bông chùm luôn. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao 110. Cao 110. Chiều cao 110. Quỳnh thân 29. 29. 29.
Rồi em xin lỗi phôi cũng 800 ngàn luôn. Mà số 18 cũng là nhật quế luôn. Quế lá sắn bông trùm. Nó chiều cao 74, chiều cao 74. Cao 74, hoành thân. Hoành 24. thân 24. 18 này em cũng giao lưu 800 ngàn. Rồi, đổi phôi. Tiếp theo mã số 19. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao 75. Cao 75. Hoành thân. Quỳnh thân. Quỳnh thân 28. Hoành 28. Quỳnh thân 28, em cũng giao lưu 800 ngàn luôn. Rồi, đó thôi. Coi này mã số 20, cây này nữa em hết tới Linh Sam siêu bông nha cô chú anh chị. Với me cũng có luôn. Linh Sam siêu bông em được mấy chậu hơn chậu rồi. Rồi, đo thông Mã số. số 20 đo chiều cao. Chiều cao. Chiều cao 69. Cao 69. Quanh thân. Quỳnh thân 24. 24. 24 này, tính 24 này. Quỳnh thân 24. Mã số 20 em cũng giao lưu 800 ngàn. 800 ngàn. Rồi, em xin Đổi đổi cây. thôi. Rồi, tiếp theo là Rồi. cây Linh Sam ha. Tiếp Sam. theo cây Linh Sam siêu bông mã số 21. Cây này em khi đi là em rút chậu em bó bầu đi nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có chốt thì em rút chậu bó bầu đi. Tất cả cây nào cũng vậy luôn. Chứ chậu này em ship đi không được. Mấy cây có chậu thì mình rút chậu bó bầu Rồi. hết. Dạ rồi, cho thông số chứ. Chiều cao. Chiều cao 63. Cao 63, tăng ngang. Tám ngang 74. Tăng ngang 74. Dạ, xoay Rồi. vòng chứ. Cây này bông hoa ra đẹp hết trơn à. Đang Thành lộ phẩm bông hết trơn rồi. Chưa đấy. Rồi, hoành thân chưa? Rồi, em đo hoành thân. Hoành thân 27. 27. Dạ, xoay vòng đế chị. Hoành thân 27. Cái này vô dây chỉnh sửa hoàn thiện ha. Này mình về mình cây này hoàn vô cái thiện hết trơn, chậu thành khác phẩm mình hết chơi trơn thôi. này. Cái thành phẩm. Cây mã số 21 này em giao lưu giá 1 triệu 700 ngàn. 1.700.000 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. À, kia đi thì rút chậu bó bầu ha. Dạ rồi, đổi Rồi cây. em xin đổi cây. Tiếp theo mã số 22. Số 22. Cũng là Linh Sam siêu bông luôn. Linh Sam siêu bông. Cây này rễ đều lắm mà. Đẹp lắm. Đã cho thông số chị. Chiều cao. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao 64. Cao 64. Tăng ngàn. Tăng ngàn 69. Tăng ngàn 69. Xây dòng tán. Cây này sạch kẽm mà. Tháo dây. Cái này cô chú anh chị giao lưu về là bỏ trong chậu chơi luôn hả? Khỏi chỉnh sửa gì hết. Nó hoàn thiện hết rồi.
Hoành thân. Em đâu hoành thân. Em này thân đẹp ha. Hoành thân 37. Hoành 37. 37. Rồi, để đẹp. Kể lại. Mã số 2, 22 này em vô 2.400.000. Trước khi đi em rút chậu bó bầu đi nha cô chú anh chị. 2.400.000 bao ship toàn quốc. Rút chậu bó bầu. Em xin đổi cây. Tiếp theo mã số 23 cũng giờ là linh sam siêu bông luôn. Cái này thuần chậu tốt lắm nha, cái này nó rụng lá rồi đặng nó lên bông nè, bông nó lú ra quá trời luôn. Đang có bông nụ. Ừ, bông nhiều lắm. Dạ rồi, cho thông số chị. Rồi, em đo chiều cao. Chiều cao. Chiều cao 61. Cao 61. 8.000. 8.000. 100. 8.000 được 100, 1 mét. 8.000, 100. Cái này đế cũng khá đẹp rồi. Cái này đế đẹp. Nên em đâu hoành thân. Hoành to, đế đẹp. 37. Hoành thân 37. Hoành thân 37. Mã số 23 nè, em giao lưu 2.300.000. Hai triệu 300.000 bao ship toàn quốc. Rồi, dạ rồi xin đổi cây. Thôi. Tiếp theo là cây me chua. Mã số 24. Mã số 24. Cây me. Me chua. Rồi, em xin đo chiều cao. Chiều cao. Chiều cao 47. 47. Mã số 24. Rồi, 8.000. 8.000. 8.080. 8.080. Cây này thì vô dây chỉnh sửa hoàn thiện rồi. Cốt cành cũng to bằng ngón tay cái hơn rồi. Cây này thành phẩm đẹp. Hoành thân 29. Hoành 29. Cái này có cái gọng chữ C khá đẹp đấy. Mã số 24 này em vô lưu 3 triệu. Giá 3 triệu đồng. 3 triệu đồng. Bao ship toàn quốc. Để rồi, đổi cây. Rồi, em xin đổi cây. Đây linh sam siêu bông. Mã số 25. Linh sam siêu bông. Mã số 25. Rồi cho thông số chị. Chiều cao. Chiều cao. Chiều cao 59. Cao 59. 8.000. Một trăm lẻ bảy. Một trăm lẻ bảy. Rồi, em đâu anh hơn. Ba mươi bốn. Ba mươi bốn. Hoành thân 34. Hoành 34. Cây này thì tháo nhôm hết rồi. Cây này thành phẩm. Cốt cành thì to cỡ bằng ngón tay cái. Mã số 24 này em vô lưu là 2.400.000. Bao ship toàn quốc luôn. Trước khi đi em rút chậu bó bầu. Cây này cuối clip hả chị? À, cây này cuối clip rồi nha. Dạ. Rồi cuối clip có tên gì?
Cuối clip xin chào cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho em nha. Nhắc lại số điện thoại Zalo chị. Số điện thoại em 0907 970 827. À, xin chào, hẹn gặp lại ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hoa Kiển Minh Trí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.